Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và như các bạn đã thấy ở trên màn hình, đó là mình đã ăn được cái nhà 1,5 triệu rồi. Một cái nhà hoa sen mình có thể nói là cực kỳ đẹp. Và sau đây là quá trình mình đã ăn được cái nhà 1,5 triệu này ở cái ngày cuối cùng nha các bạn. Đầu tiên thì mình muốn các bạn chú ý cho mình vào cái cấp độ level nhà chính. Ở đây mình cũng rất cảm ơn đến tất cả các bạn ở trên YouTube đã bình luận và chỉ cho mình. Đó là các bạn khuyên là mình hãy lên cấp nhà chính, lên cấp 17 là đã đủ để chúng mình lấy cái nhà 1,5 triệu rồi. Và điều này khá là bổ ích khi mà mình đã tập trung nâng cái nhà chính lên cấp 17. Sau đó thì mình nâng các bệnh viện này lên cấp cao nhất có thể nha. Ở đây thì mình có 3 cái bệnh viện 17 và một cái 14. Đồng thời mình cũng có nâng mỏ vàng lên. Ở đây có một mỏ vàng cấp 17. Và trên này mình có một mỏ vàng cấp 11, một mỏ vàng cấp 10, một mỏ vàng cấp 8. Thì tại sao mình lại tập trung vào 3 cái công trình, đó là nhà chính cấp 17 và cái bệnh viện và cái mỏ vàng này? Lý do đơn giản bởi vì cái bệnh viện nó cho chúng ta rất là nhiều pound ở cấp độ 17 với tổng cộng là 41.000 pound. Cái nhà bệnh viện và cái nhà vàng này thì nó sẽ mất rất là ít tăng tốc, nhưng bù lại lượng tài nguyên để úp những cái bệnh viện này lên rất là lớn nha. Các bạn thể thấy này, ở đây mình phải tốn 2,8 triệu lúa, 2,8 triệu gỗ và 1,4 triệu đá để mình có thể nâng cái bệnh viện từ cấp 17 đến 18. Cái số lượng tài nguyên này thì các bạn nào mới chơi ấy, chắc chắn là sẽ rất là nhiều. Còn nếu các bạn ở server cũ các bạn nhìn lại thì thấy là nó không đáng bao nhiêu, nhưng thật sự khi ở server mới các bạn sẽ tốn rất là nhiều tài nguyên cho những công trình này. Như vậy thì để giải quyết cái vấn đề tài nguyên để các bạn nâng công trình này thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn phải chuẩn bị những ạc farm, những ạc mà có nhiều red để các bạn chuyển tài nguyên qua cái nick chính. Thì như vậy các bạn mới đủ tài nguyên để nâng nhà và lấy cái mốc 1,5 triệu nha. Và để làm được điều này thì mình cũng rất cảm ơn đến một cái bạn, đó là bạn Long DR này. Bạn đã hỗ trợ cho mình rất là nhiều red bằng những cái nick mà bạn đã dò hang trước, và chắc chắn là không có bạn này thì mình sẽ không ăn được cái nhà 1,5 triệu nha các bạn. Và mỗi nick farm của bạn chỉ khoảng 4.000 pound với nhà chính cấp 4 thôi. Chúng ta sẽ vận chuyển bằng cách nào? Đó là mình đã sử dụng cái tài khoản của mình tấn công những cái nick level 4 đó, và mình đã thu về được chắc cũng phải khoảng 15 triệu lúa, 15 triệu gỗ và khoảng hơn 10 triệu đá đấy. Và nếu các bạn cũng là một người chơi ủ ạc và các bạn muốn ăn cái mốc 1,5 triệu thì các bạn phải có nick farm các bạn. Các bạn mà không có người nào trợ giúp và các bạn không nick farm, chắc chắn các bạn sẽ không thể đủ tài nguyên để lên cái mốc 1,5 triệu được nha. Thì bên cạnh cái vấn đề về tài nguyên ấy, một cái vấn đề mà các bạn cũng rất là quan tâm đó là tăng tốc, lấy đâu ra nhiều tăng tốc để các bạn có thể lên. Thì thật sự là mình ủ ạc thì mình cũng ủ với các bạn thôi, gần như mình không có xin xỏ gì nhiều, nên là đa số tăng tốc mình kiếm được các bạn cũng kiếm được nha. Thì các bạn thấy là ở đây mình còn dư rất là nhiều tăng tốc. Cái mà tăng tốc 15 giờ này là mình lấy ở cái event mà nhận cái nhà hoa sen nha. Còn những cái tăng tốc này thì thực ra là mình cũng không phải là quá thiếu. Sau khi các bạn úp VIP lên cấp 7 ấy, các bạn sẽ mua được cái tăng tốc này này, tăng tốc 8 giờ. Tuần trước mình mua là 20 cái, tuần này mình chỉ cần mua 6 cái thôi đã đủ mốc 1,5 triệu rồi. Và các bạn nhớ lên VIP 7 nha, không nên dùng game vào những cái việc khác. Và nếu mà trong quá trình các bạn chơi ấy, trong cái trạm đưa thư này mà xuất hiện những cái tăng tốc 1 tiếng ấy, mà giảm 80% hoặc là tăng tốc 3 tiếng giảm 70% thì các bạn nên mua nha. Cái tăng tốc đó sẽ giúp các bạn lên pound 1,5 triệu rất nhanh. Còn đây là về những cái công nghệ để mình ăn được cái mốc ở 1,5 triệu. Lời khuyên của mình cho các bạn đó là các bạn nên úp những cái công nghệ về farm nha. Những công nghệ này sẽ giúp các bạn lên pound nhiều mà tốn ít tăng tốc hơn, cũng là tốn ít red hơn, và phải tính toán rất là kỹ nha. Ví dụ đây các bạn mất 8 tiếng tăng tốc để lấy được 3.001 pound. Trong khi đó ở bên nhánh quân sự này thì các bạn có thể so sánh. Đây, ví dụ đây mình mất gần 7 tiếng mà chỉ được 1.900 thôi. Là cái lượng chênh lệch pound và tăng tốc ấy nó rất là nhiều, và các bạn muốn ăn được cái mốc 1,5 triệu thì các bạn phải chấp nhận là nâng cái nhánh quân sự này nó ít xuống, và các bạn dồn speed sang cái nhánh farm bên kia thì các bạn sẽ lấy được nhiều pound hơn. Và đây thì mình vẫn lên được T3 bộ binh nha. Sau khi ở server đầu tiên mình ủ ấy, mình luyện được khoảng 150.000 T1, thì khi qua server mới hiện tại tổng lính của mình là 263.000 lính, và có một ít T3, T2 và T1 ở đây. Thì chủ yếu là speed luyện lính ấy, mình phải dùng hết speed để luyện nha. Và lời khuyên là các bạn nên luyện bộ binh. Và tại sao luyện bộ binh? Đó là bởi vì các bạn sẽ chơi con tôn tử rất là nhiều. Tôn tử là con tướng tím cực kỳ mạnh đầu game, các bạn nên lên. Đây là các vị tướng trong game, thì mình nâng cấp độ xem nhau thôi. Mục đích là để mình lấy cái điểm tài năng để mình có thể lấy được nhiều pound nhất. Vị tướng chỉ huy bách binh đoàn của mình có lượng pound là 19.000 này. Rồi Gaius Marius cũng lượng pound là 20.000. Những vị tướng này cộng cho mình rất nhiều pound nha. Các bạn chú ý là không nên dồn toàn bộ kinh nghiệm cho một tướng nha, nên dàn trải ra để lấy cái điểm tài năng này. Và đồng thời khi các bạn nâng kỹ năng ấy, thì các bạn nên tập trung nâng mắc cái kỹ năng đầu tiên của các tướng nha, bởi vì cái kỹ năng này cộng pound cũng nhiều hơn. Chứ các bạn mà để ngẫu nhiên ấy, các bạn nâng vào những cái chiều 2, 3, 4 này thì cái lượng pound nhận được nó sẽ ít đi. Về lời khuyên cho các bạn đào red ở server mới ấy, đó là khi các bạn nhảy qua server mới thì cái tài nguyên mà mình thấy là các bạn sẽ gặp trục trặc và thiếu, đó là vàng và đá nha. Mình cảm thấy ở những cái mốc gần đến 1,5 triệu mình thiếu vàng và đá khá là nhiều. đặc biệt là vàng. Lý do là bởi vì trong cái tài nguyên này này thì mở rất ít vàng nha, các bạn thấy này, lúa và gỗ, đá rất là nhiều nhưng mà vàng thì rất ít nha, nên là các bạn nên ưu tiên đào vàng để các bạn có thể lên được T3. Thì nhân tiện đây mình cũng đưa ra một số vị tướng để cho các bạn lựa chọn giai đoạn đầu game để các bạn chơi, và mình nghĩ rằng lựa chọn đầu game nếu mà về tướng tím, thứ nhất là Tôn Tử, chắc chắn 100% các bạn phải lấy Tôn Tử cho mình nếu các bạn muốn cái nick của bạn mạnh nhất. Và lựa chọn thứ hai mình nghĩ các bạn nên lên đó chính là Charlie Martel. Thì thật sự ở lần ủ ạc này mình thật sự là mình cảm thấy rất là vui các bạn, bởi vì nó làm cho mình quay trở lại cái hồi mới chơi ấy, thì mình mới bắt đầu mới để ý là thực ra Charlie Martel là một vị tướng cực kỳ mạnh ở giai đoạn đầu game. Bởi cái nhánh tài năng phòng thủ này, các bạn sẽ úp cấp Charlie Martel và cố gắng lấy đến cái điểm quân y này, thì như vậy mà khi các bạn có đánh nhau ấy sẽ có một cái sự khác biệt khá là lớn so với những tướng khác. Các bạn hoàn toàn có thể đánh Charlie Martel kẹp Tôn Tử nhá. Và sau khi cái server các bạn đã trải qua khoảng 30-40 ngày đó, các bạn sẽ có recharge, thì lúc đó các bạn hãy mở tượng recharge lên 5111 nhá, cố gắng mở 5111. Mình thì ngày trước thì chúng ta là bắt buộc là phải 5511, nhưng mà hiện tại các bạn 5111 là được rồi. Lý do là bởi vì sau này nếu mà các bạn có đầu tư nạp thêm vào game hoặc các bạn úp VIP nhanh thì các bạn có thể sử dụng cái chọc mà bạn kiếm được để úp lên chiêu 2 này sau. Còn ngày xưa ấy là các bạn nâng mà 5111 ấy là khi đó chưa có tính năng khóa skill, là các bạn sẽ không khóa được cái skill này, dẫn đến trường hợp là có thể nâng nhầm skill. Nhưng hiện tại mình nghĩ là 5111 là đã quá đủ rồi. Và sau khi recharge hết 3 vòng quay thì các bạn sẽ đến vòng quay G thôi. Thì G là một con tướng mà mình nghĩ tất cả các bạn nên mắc nha. Đó, các bạn nào mới chơi game thì cứ nhớ cho mình là lối chơi cơ bản đến KVK1 là như vậy. Đó là đầu tiên là bạn Tôn Tử, sau đó là CM, sau CM là chúng ta đến recharge, và sau recharge là chúng ta lên maxi. Và từ sau KVK1 trở đi sẽ mở ra một cái quãng đường chơi game cực kỳ hấp dẫn cho các bạn. Và lúc đó thì hy vọng là các bạn vẫn gắn bó với game và vẫn theo dõi kênh Rock F2P. Thì ở đây mình sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn kiến thức về game cùng với những nội dung giải trí xung quanh tựa game Rise of Kingdoms này. Và mình xin review một chút về top liên minh ở Kingdom của mình. Dẫn đầu vẫn là những nhà thơ chiến binh của chúng ta, 121 triệu pound tổng. Thứ hai là Beginning of New Era của người Hàn Quốc với 99, rất nhiều số 9, mình cho là 100 triệu sức mạnh đi. Và thứ ba đang là cái liên minh của mình, Serenwit với 81 triệu. Còn những clan khác như là top 4, 5, 6 này thì đa số là những clan mình đánh giá là cũng chưa có nhiều gì đặc biệt lắm, khi mà quà liên minh của họ khá là thấp. Họ là những cái clan phụ của cái clan top 1. Thì đối với mình ở giai đoạn đầu Kingdom ấy thì cái top clan này gần như không nói lên cái điều gì cả, mà điều quan trọng nhất vẫn là ở những bot, những cá voi, những người nạp tiền. Thì chúng ta đi ngay lập tức qua cái top sức mạnh cá nhân. Top 1 đang là ông Bani Ek năm này, tên mình không biết đọc là gì, mình sẽ đọc là Bani đi, với tổng pound là 6 triệu 9, bứt rất nhanh nha. Ông này mình thấy là nạp ở liên minh của mình cũng phải chắc cũng phải 6-7 cái rương vàng rồi, và tầm đấy mình thấy giá là một bot khá chịu chi. Hai bot Hàn Quốc này thì sau những ngày đầu tiên up pound khá là nhiều, hiện tại họ đang đứng lại rồi. Và top 4 này là bot Brain 5 triệu 6, hiện tại là ở dưới này đa số là đều là những người chơi nạp tiền cả. Ông top 6 này thì hiện tại đã AFK mất khoảng 1-2 ngày các bạn, và hôm nay cũng là thống đốc ngày đầu tiên ở Kingdom của mình. Và với cái ngày đầu tiên này thì chúng ta sẽ có cái việc đó là đua cái điểm huấn luyện quân đội. Thì đứng đầu đang là bot Hàn Quốc và bot bên phía clan nhà thơ chiến binh. Đứng top 3 là một cái ông Professor này, một cái clan này thì không phải trong top nha. Ông này thì mình thấy cũng khá là quen tên rồi. Dưới đây thì đa số là những thành viên khác của các liên minh thôi. Và liên minh top 1 đấy, tuy họ không có bot nào quá nổi trội nhưng mà họ lại có rất là nhiều người chơi nạp tiền nha. Dàn trải ra thế này cũng rất là ngon, và không hề có sự xuất hiện của bot top 1 ở trong cái bảng xếp hạng này nhá. Có lẽ là bot có thể lựa chọn là không đua si ra chăng, hoặc là bot thấy rằng cái việc mà luyện T4 không thật sự quá quan trọng giai đoạn đầu. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng mọi người có thể rút ra được cái cách là làm thế nào để có thể lấy được cái nhà 1,5 triệu. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.